Ừ, ở các chùa Nam Tông hay Nguyên Thủy có tổ chức lễ hằng thuận cho các cặp đôi mới cưới không? Cái từ hằng thuận ấy, là cái từ của Phật giáo phát triển. Còn khi mà sư xét theo trong kinh Tạng, ấy, trong kinh điển ấy, thì vào thời Đức Phật có những trường hợp như thế này. Đó là trong những cái trường hợp đặc biệt. Ví dụ như dỗ uh, quải hoặc là kết hôn hoặc là xây nhà uh, hoặc là bệnh uh, nói chung là trong những cái trường hợp mà đặc biệt ấy thì sẽ thỉnh một cái buổi lễ trai tăng và khi đó chưa tăng đến và chưa tăng uh, thọ dụng sau đó chỉ tăng chúc phúc uh, thì ngay cả những cái cặp đôi mới cưới thì cũng có thể làm như vậy tức là gì à, vừa mới à, cưới xong thì có thể à, thỉnh một buổi lễ tre tăng và ở đó đó hai vợ chồng có thể à, dân cúng tứ vật dụng đến chư tăng và chư tăng chúc phúc ừ, chúc phúc cho hai vợ chồng cũng như cho gia đình thì chuyện đó à, vào ngay cả vào thời của đức phật cũng có nhưng mà mình nói mà một cái lễ hàng thuận mà có những cái sự tổ chức ừ, cái kiểu như bây giờ thì nó là một cái kiểu biến tấu ừ, một kiểu biến tấu à, và bây giờ thì um, các chùa Nam Tông thì một số chùa uh, cũng mượn cái từ đó mượn cái từ đó uh, để uh, cũng có tổ chức cũng có tổ chức à, nhưng mà cái hình thức ấy, cái nội dung ấy, thì nó cũng y chang y chang như hồi xưa tức là gì một cặp đôi mới cưới cặp đôi mới cưới thì sẽ tổ chức một buổi lễ trai tăng đến với chư tăng và khi chư tăng họ nhận cái tứ sự cúng dường ấy chư tăng sẽ có cái lời căn dặn phù hợp đối với cặp đôi chuẩn bị cho cái đời sống hôn nhân những lời dạy của Đức Thế Tôn phù hợp à, và sau đó là cái phần tụng kinh chúc phúc đấy thì à, đó là cái cách tổ chức ở các ngôi chùa Nam Tông. Ừ.